Chào mừng tất cả quý vị đang theo dõi video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để làm nhiệm vụ airdrop và nhận cái token AMA. Rồi trước hết quý vị hãy vào cái đường link mà KTV để bên dưới video này. Trước hết quý vị hãy follow Twitter này. Rồi quý vị follow này. Rồi quý vị có thể tắt đi. Quý vị điền cái ID Twitter của quý vị vào đây. Quý vị hãy like và retweet cái Twitter của họ này. Rồi quý vị like này và check lại retweet và quý vị tạo hai người bạn vào. Rồi quý vị chọn tweet này. Quý vị chọn view luôn để nó ghi đường link này. Quý vị hãy copy cái đường link này. Rồi quý vị tắt đi. Và quý vị dán cái đường link vào cái ô thứ hai này. Quý vị hãy join vào Telegram group này. Quý vị chọn mở này. Join này. Trở lại với trình duyệt. Quý vị hãy tắt cái này đi. Quý vị hãy join vào channel này. Quý vị chọn mở đi. Rồi join này. Trở lại trình duyệt này. Quý vị tắt này đi. Rồi quý vị điền cái nick Telegram của quý vị. Thế rồi quý vị hãy nhập cái địa chỉ ví BSC. Quý vị có thể lấy từ cái ví trước hoặc là ví SafePan. Rồi quý vị chọn gửi. Ok, vậy là xong rồi.